Thưa quý vị, sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, người dân thành phố Đà Nẵng vô cùng phấn khởi khi đã có thể trở lại tắm biển. Dù vậy thì công tác phòng chống dịch khi tham gia hoạt động tại các bãi biển vẫn được người dân thực hiện nghiêm. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Mặc dù chỉ được tắm biển từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 hàng ngày và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong, thế nhưng người dân vẫn vô cùng hào hứng, phấn khởi khi được trở lại bãi biển và tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong lành. Khi trở lại biển là tôi rất là vui, vì sau một thời gian Đà Nẵng mình giãn cách để mà phòng chống dịch, thì hôm nay là một khi mình được trở lại biển đó, một cái tín hiệu là chúng ta là thực hiện tốt và chính quyền cũng như người dân cũng đồng lòng để vượt qua được cái cơn dịch của Covid này. Nên là mọi người đều rất là vui và phấn khởi. Cô thấy phương pháp phòng dịch của thành phố Đà Nẵng rất tốt. Chính quyền là giữ gìn cho người dân thôi. Dạ, sau khi hết đợt giãn cách này thì em ngay lập tức đến lại với biển và em thấy mọi người vẫn giữ khoảng cách rất an toàn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn khi thành phố cho phép tắm biển trở lại, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thường xuyên cử lực lượng túc trực nhắc nhở người dân tắm biển an toàn. Ban Quản lý đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai tuần tra kiểm soát, tuyên truyền người dân và du khách đảm bảo thực hiện 5K tại nơi công cộng, đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển lên, tuyên truyền lên cái hệ thống loa phát thanh ven biển cũng như là lắp đặt các bảng biểu tuyên truyền người dân và du khách tại nơi công cộng. Hiện thành phố chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển và các khu vực công viên, vỉa hè ven biển, trừ dịch vụ trong giữ xe đồ đạc của khách theo quy định, đồng thời cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong tại bãi biển. Việc nới lỏng nhiều hoạt động sau giãn cách sẽ khiến đời sống của người dân bớt phần bí bách. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Vì vậy, ý thức phòng chống dịch của người dân phải luôn thường trực thì thành phố mới có thể mau chóng khôi phục trở lại hoàn toàn các hoạt động, thích ứng an toàn với đại dịch.